Chào các bạn, đây là quang cảnh ngập lụt ở California. Thì California là hạn hán quanh năm ha. Hạn hán thì có nghĩa là nó khô đó, khí là nó khô. Cái nước sinh hoạt thì có đủ, nhưng mà người ta khuyến khích là không có nên sử dụng nước quá mức. Bởi vì California là không có đủ mưa. Thì cái cảnh ngập lụt này là cái cảnh ngập lụt này là sau chỉ có sau 2 ngày mưa thôi các bạn. Mà mưa là tầm vừa vừa thôi, chứ cũng không phải là mưa như ở Sài Gòn đâu. Nên là không phải là chỉ có ở Việt Nam mới ngập đâu ha. Nước Mỹ hiện đại tân tiến đây. Chỉ có mưa sơ sơ thôi là đã như thế này rồi. Không biết là nó sẽ thoát đi đâu đây. Và không biết tại sao nó lại ngập như thế này. Có cống hay không mà nó lại ngập. Rồi, chia sẻ một chút xíu thôi. Để nếu mà các bạn sống ở Việt Nam mà chịu cảnh ngập lụt thì cũng cảm thấy là được san sẻ. Bởi vì nước Mỹ hiện đại tân tiến cũng có khi chịu cảnh, chịu cùng cảnh ngộ. Rồi, ok, mình tạm biệt các bạn ha.